Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia tại huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết. Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, chiều nay ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã tiếp xúc với cử tri là cán bộ công chức thành phố Bảo Lộc. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Bảo Lộc được đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2019, kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 7, đồng thời thông tin chương trình nội dung kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 sắp tới. Cử tri đề đạt vấn đề cấp quyền sử dụng đất khu vực sân bay Bảo Lộc, xây dựng giá đất quản lý khai thác khoáng sản, xử lý việc lấn chiếm sông suối để khai thác nguồn nước trái phép, đẩy nhanh thực hiện các công trình trọng điểm, tiếp tục tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Lộc Sơn, nhất là các lĩnh vực chế biến công nghiệp. Cử tri đề nghị cần có giải pháp đảm bảo môi trường vì hiện nay tình trạng ứ đọng rác thải trên địa bàn thành phố quá lớn, việc xử lý rác thải chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến môi trường sống nhân dân và cảnh quan đô thị. Thực hiện quy hoạch đồng bộ hơn đối với hồ Nam Phương 1 và cảnh quan thành phố, quản lý thu thuế, trật tự xây dựng, nước sạch, chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, làm việc bộ phận một cửa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải quyết thủ tục giấy tờ cho người dân đến làm việc, tăng cường quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp, v.v. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, ông Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã ghi nhận các kiến nghị cử tri thành phố phản ánh, đồng thời làm rõ những nội dung liên quan đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo môi trường, giải pháp chấn chỉnh lề lối làm việc đối với một bộ phận cán bộ công chức cơ sở, tăng cường hướng dẫn thủ tục đất đai. Đối với tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Đại Lào, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khẳng định đây là vấn đề được người dân hết sức quan tâm, phản ánh. Sắp tới, thành phố sẽ có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với những nội dung khác, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, trên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan xem xét giải quyết. Chiều nay 21 tháng 6, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các vị trong đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị số 2 và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường 6 thành phố Đà Lạt. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường 6 thành phố Đà Lạt đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời nghe báo cáo về nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 và kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt khóa 11. Tại đây, cử tri phường 6 thành phố Đà Lạt đã nêu lên những vấn đề mà dư luận quan tâm như quản lý bảo vệ rừng, phòng chống dịch bệnh heo tai xanh, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Ngoài ra, cử tri phường 6 cũng quan tâm đến khu quy hoạch khu du lịch Tuyền Lâm, việc quản lý cơ sở lưu trú du lịch homestay trên địa bàn thành phố, xử lý triệt để vấn đề đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vấn đề thu thuế xây dựng, sửa chữa đường cấp thoát nước tại đường Ý Kiều. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và phường 6 đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề khác sẽ được chính quyền địa phương trình lên các cấp có thẩm quyền rà soát giải quyết kịp thời. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những phản ánh của cử tri phường 6 và giải trình một số nội dung mà cử tri quan tâm là quản lý bảo vệ rừng và những vấn đề sai phạm thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm và đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vấn đề mà cử tri kiến nghị. Đối với những ý kiến khác, đoàn sẽ ghi nhận tổng hợp và chuyển đến các ngành liên quan và kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp đến. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh, sáng 21 tháng 6, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đi kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và chính quyền các địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã đến kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi trường Trung học phổ thông Bảo Lâm. Năm nay, toàn huyện Bảo Lâm có 1.107 học sinh tham gia ở 3 điểm thi, gồm các trường Trung học phổ thông Bảo Lâm,
Trung học phổ thông Lộc An và Trung học phổ thông Lộc Thành. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi như phòng thi, phòng cất giữ bài thi, các khâu y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống camera an ninh và công tác đảm bảo an toàn chung được nhà trường thực hiện đúng quy định. Tại thành phố Bảo Lộc, ông Đoàn Văn Việt đã kiểm tra điểm thi trường Trung học phổ thông Bảo Lộc. Là địa phương có số lượng tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 với số lượng khá lớn với 2.186 học sinh, được tổ chức tại 5 điểm thi ở các trường Trung học phổ thông Bảo Lộc, Trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc, Trung học phổ thông Nguyễn Tri Phương, Trung học phổ thông Lộc Thanh và Trung học phổ thông Nguyễn Du. Ngoài việc chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, thành phố cũng huy động lực lượng sẵn sàng làm tốt công tác tiếp sức mùa thi cho thí sinh. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, tại buổi kiểm tra để đảm bảo công tác coi thi trên toàn tỉnh, Sở huy động gần 2.000 cán bộ. Trong đó, số lượng cán bộ của Sở hơn 1.200 người. Số lượng cán bộ của trường đại học, cao đẳng phối hợp với hơn 700 người. Để phối hợp với Sở Giáo dục Lâm Đồng để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia, thì chúng tôi cũng đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo. Và thông qua các cái cuộc họp ban chỉ đạo, chúng tôi cũng đã thực hiện các cái công tác phối hợp rất là ăn ý, rất là chủ động. Và trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi thông tin để mà giữa sở dục với lại bốn đơn vị phối hợp thực hiện tất cả các cái nhiệm vụ theo đúng tiến độ mà Bộ đã yêu cầu. Còn theo Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng với các lực lượng công an tham gia bảo vệ kỳ thi, đơn vị an ninh sẽ tăng cường các bộ phận tổ chức kiểm soát không gian mạng Internet nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp sử dụng các thiết bị thông minh để thực hiện các hành vi gian lận trong thi cử. Qua kiểm tra và nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi. Đồng thời, biểu dương tinh thần làm việc của tất cả các hội đồng thi tại các trường, điểm thi đến kiểm tra. Các đồng chí lưu ý là một là tập trung triển khai thực hiện đúng các cái quy định của Bộ, của Sở, của các cái ban chỉ đạo kỳ thi. Tuyệt đối không để những cái sai sót, thiếu sót nào nó xảy ra. Để làm sao mà chúng ta có một cái kỳ thi thực sự nó là an toàn và chất lượng, kết quả đúng. Muốn vậy thì cái việc chuẩn bị rất là quan trọng. Từ phòng, rồi từ các cái điều kiện làm việc của hội đồng, rồi các cái thành phần tham gia kiểm tra giám sát lẫn nhau. Lưu ý, ví dụ như là công tác đảm bảo về điện nước, về y tế, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Rồi vấn đề đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài, rồi vòng trong, rồi quá trình thu nhận bài, rồi giao chuyển bài về sở. Thì ngoài đó thì bộ về an ninh, công an thì đồng chí phối hợp để triển khai thực hiện cho tốt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, ngoài thực hiện tốt các khâu chuẩn bị cho kỳ thi, các ngành địa phương cần tăng cường kiểm tra chặt chẽ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, khu vực, các điểm thi để đảm bảo tốt sức khỏe cho thí sinh, chủ động công tác y tế, sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh khi cần. Đặc biệt, phải đảm bảo không để xảy ra tiêu cực trong thi cử, cho dù đó là biểu hiện nhỏ nhất. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, Lâm Đồng có 13.963 thí sinh, diễn ra tại 38 điểm thi, trong đó có 12.996 thí sinh Trung học phổ thông, 375 thí sinh giáo dục thường xuyên và 592 thí sinh tự do. Thời gian thi diễn ra từ sáng 25 đến ngày 27 tháng 6 2019. Với sự chuẩn bị tốt các mặt, Lâm Đồng đã sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, chất lượng. Sáng 21 tháng 6 tại thành phố Đà Lạt, ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm khu vực Đông Nam Bộ. Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến dự và phát biểu chào mừng. Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng rất vinh dự được Ban Dân vận Trung ương chọn là nơi để tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận khu vực Đông Nam Bộ 6 tháng đầu năm. Đồng thời, giới thiệu một số nét cơ bản về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng
nhất là trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và xây dựng nông thôn mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận khẳng định, trong những năm qua, các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Để có được những kết quả này, thì Ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy đóng góp một vai trò hết sức quan trọng. Cũng theo báo cáo của Ban dân vận Trung ương, tiếp tục thực hiện chủ đề năm dân vận chính quyền 2019, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Ban dân vận triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là triển khai các nghị quyết của Trung ương, hướng dẫn của các cấp ủy, các cấp tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thực hành dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Bên cạnh đó, công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang, công tác dân tộc, tôn giáo và hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục có sự đổi mới về hình thức, nội dung triển khai, chú trọng hơn đến công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, việc tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được chính quyền các cấp quan tâm giải quyết. Nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua dân vận khéo được phát động rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban dân vận các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay trong công tác dân vận tại các địa phương, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề xuất các kiến nghị đến Ban dân vận Trung ương có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, đánh giá cao những kết quả mà Ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, khu vực Đông Nam Bộ đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban dân vận các địa phương tiếp tục hoàn thiện các đề cương, báo cáo về các chương trình công tác dân vận, tiếp tục triển khai tốt chủ đề năm dân vận chính quyền 2019. Kiện toàn đội ngũ Ban dân vận các cấp, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa Ban dân vận với các ngành, mặt trận tổ quốc và hệ thống chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam tròn 94 tuổi. 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2019. Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước do Đảng ta lãnh đạo, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân ta hoàn thành công cuộc giải phóng và thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày 21 tháng 6 1925, tờ báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ bút ra số đầu tiên ở Quảng Châu, Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Đây là tờ báo đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin ở nước ngoài và Việt Nam trong thời gian Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 1930. Báo chí cách mạng ra đời từ đó. Để ghi nhớ công ơn Bác Hồ, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày báo chí Việt Nam, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, đề cao vai trò của báo chí trong xã hội, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, khiến cho báo chí có tác dụng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Suốt cuộc đời hoạt động vì dân, vì nước, vì sự hòa bình, tiến bộ của nhân loại, bằng ngòi bút chính luận sắc bén, với nhiều thể loại phong phú đa dạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại kho tàng báo chí cách mạng Việt Nam một di sản báo chí đồ sộ, hơn 2.000 bài báo, gần 300 bài thơ, gần 500 trang truyện ký. Người viết báo bằng nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Việt với khoảng 150 bút danh với mục tiêu là chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc về chủ nghĩa xã hội. Đây là tư tưởng nhất quán về báo chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện từ bài báo đầu tiên đến bài báo cuối cùng trong sự nghiệp báo chí của mình. Là tư tưởng, chiến lược báo chí vừa thực hiện mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam, vừa định hướng cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập, báo chí cách mạng Việt Nam trở thành lực lượng đấu tranh chính trị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong thời kỳ xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng và văn minh, báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, góp phần phản biện về những vấn đề lớn của quốc gia, dân tộc.
Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, trung ương và địa phương đã đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Các đoàn lãnh đạo của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội, thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà, huyện Đức Trọng, Học viện Lục quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Kiểm toán Nhà nước khu vực 8, Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Agribank Lâm Đồng, Mai Linh Đà Lạt, Đại học Đà Lạt, Đại học Giặc Xanh Đà Lạt, Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Công ty VTC Digital, Công ty Alpha, Công ty TTC Lâm Đồng, Công ty Điện lực Lâm Đồng, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Vinaphone, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Y tế Lâm Đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bệnh viện Hoàng Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 đã đến thăm tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ, phóng viên và viên chức người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Lãnh đạo các đoàn khẳng định trong sự phát triển và những thành tựu mà các đơn vị địa phương đạt được thời gian qua, luôn có sự đồng hành chia sẻ của các cơ quan báo chí nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng nói riêng trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận cũng như kịp thời phát hiện, góp ý, xây dựng tích cực đối với các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan đơn vị địa phương. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã cảm ơn sự động viên của các cơ quan đơn vị trung ương và địa phương đến đội ngũ những người làm công tác phát thanh truyền hình và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, luôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Đối với những phóng viên, nhà báo được vinh dự đặt chân đến những nhà giàn, đảo chìm, đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa, thì đây luôn là những chuyến tác nghiệp đầy cảm xúc và dấu ấn đặc biệt thôi thúc người làm báo không ngừng dấn thân, làm tốt công việc, đồng thời trân trọng với nghề mình đã chọn. Đồng hành cùng những chuyến tàu đưa quà từ đất liền đến với quần đảo Trường Sa năm 2019, có hơn 110 nhà báo từ trung ương đến địa phương. Trong đó, chuyến hải trình đi các đảo tuyến giữa quần đảo Trường Sa luôn được đánh giá là chuyến đi khó khăn nhất. Đi tàu mùa biển đồng với ngọn sóng cao đến 2 mét khiến không ít phóng viên mới đi biển lần đầu kiệt sức. Thế nhưng mỗi khi loa thông báo chuẩn bị xuống xuồng vào đảo, tất cả đều quên hết mệt mỏi, lập tức sẵn sàng chuẩn bị tác nghiệp. Tận dụng khoảng thời gian lưu trú ít ỏi trên mỗi đảo, mỗi nhóm phóng viên truyền hình cũng như các nhà báo phải phát huy hết khả năng của mình để có thể ghi nhận và chuyển tải đến đất liền niềm tự hào trong ánh mắt của những người lính Trường Sa, gương mặt tràn đầy niềm tin của người dân cũng như cảm xúc thiêng liêng khi đứng trước lá cờ Tổ quốc tại nơi sóng nước bao la. Cảm xúc của tôi vẫn giữ nguyên vẹn như cái lần đầu tiên đặt chân đến một cái điểm đảo đầu tiên và đến hôm nay một cái điểm đảo cuối cùng trải qua hành trình hơn 15 ngày ở lân đân trên đảo. Có rất nhiều những cái khó khăn thử thách đặt ra cho chúng tôi, nhưng có một cái cảm xúc gì đó rất là thiêng liêng, rất là có thể gọi thêm tên, đã thôi thúc chúng tôi cố gắng vượt qua những cái thử thách đó để làm hết sức mình, tác nghiệp hết sức có thể để có được những cái khoảnh khắc, những cái tác phẩm báo chí ấn tượng. Trong chuyến hải trình 20 ngày trên biển, không có 3G, không Internet, việc kết nối với đất liền thường xuyên bị gián đoạn, khiến việc chuyển tải thông tin của nhà báo, phóng viên luôn bị gián đoạn. Chính vì vậy, để có thể đáp ứng được nhu cầu thông tin thời sự cập nhật liên tục, đòi hỏi các nhà báo tại Trường Sa phải hợp tác và hỗ trợ nhau cầu sóng điện thoại để chuyển tin bài. Đồng thời, các đồng nghiệp tại tòa soạn báo cũng như đài truyền hình luôn sẵn sàng trực tin bài để kịp tiến độ phát hành, phát sóng. Qua cái chuyến đi mình có thể học hỏi kinh nghiệm, có thể trao đổi đề tài cũng như là trao đổi về cách thức làm việc với tất cả những anh chị phóng viên từ các đài trung ương như tới địa phương, thì mình cảm thấy là mình học hỏi được rất là nhiều điều từ họ, kể về kinh nghiệm làm việc hay là những sáng tạo trong công việc, kể cả là góc nhìn đề tài mỗi người mỗi khác nhau, rồi từ đó mình góp nhặt lại và tự đúc kết cho mình những bài học sau chuyến đi. Có thể nói những chuyến hải trình đến Trường Sa luôn để lại ấn tượng sâu lắng trong tim mỗi người làm báo với những đề tài sinh động về quân và dân Trường Sa. Hơn hết, đó là tình cảm gắn bó giữa người với người, giữa những đồng nghiệp song sáo với nhau cùng vượt qua những con sóng bạc đầu, nhắc nhở nhau về trách nhiệm đối với nghề, thôi thúc những người làm nghề báo trân trọng và gắn bó với công việc này. Để từ đó, mỗi khi nhắc đến chuyến hải trình Trường Sa mới, những nhà báo,
phóng viên chưa từng đi hay đã đi nhiều lần vẫn sục sôi nhiệt huyết, song sáo tìm tòi và yêu thêm nghề viết báo. Với tôi thì mỗi chuyến công tác đã đặt chân đến một vùng đất mới nên một cái sự trải nghiệm không thể nào quên được. Và đặc biệt là khi ra mình đến với Trường Sa, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, nơi mà canh ngày đêm cán bộ chiến sĩ đang canh giữ bầu trời của biển đảo của Tổ quốc, thì một cái kỷ vật rất đơn giản thôi mà ai muốn mang về, từ con ốc đến cái cây bàng vuông, cái đặc trưng của Trường Sa ấy, thì ai cũng rất muốn mang về mà để mang một chút gì đấy hơi ấm của từ biển đảo, mang về để mình mỗi ngày mình nhớ đến nó và mình lưu giữ những kỷ niệm, những cái sự trải nghiệm mình đã có trong chuyến đi. Phóng viên báo chí đến với Trường Sa không chỉ để tiếp nối những thước phim, những hình ảnh, những câu chuyện chân thật nhất tại nơi đây. Đối với họ, những chuyến hải trình đến Trường Sa là kỷ niệm không thể nào quên, là những chuyến hải trình trao và nhận yêu thương, và là hành trình để giữ gìn ngọn lửa nhiệt huyết về nghề làm báo. Thưa quý vị và các bạn, báo chí là một trong những thành tố trong sự phát triển không ngừng của xã hội, của thời đại. Dù ở thời đại nào thì báo chí cũng thực hiện một sứ mệnh, đó là mang đến sự thật và sáng tỏ sự thật. Ngày nay khi cuộc cách mạng công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, đã mang lại cho người làm báo những cơ hội mới cũng như những thách thức mới trên con đường đi tìm sự thật. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Báo chí thời công nghệ của nhóm phóng viên thời sự. Tin tức được cập nhật dường như 24/24 giờ trên nhiều phương tiện thông tin chính thống, mạng xã hội và thậm chí là thông tin vỉa hè. Một lượng thông tin khổng lồ được độc giả tiếp nhận theo nhiều cách khác nhau. Nhưng điều mà người ta quan tâm nhất là lúc này có gì mới, hôm nay có gì mới, hoặc những sự vụ mà những nguồn thông tin trước đó đã đưa ra đang diễn biến tới đâu. Cô mua báo thì cô coi trong cái tình hình nó có vài ba cái việc này việc kia thì cũng coi như vậy. Thời sự thì cũng coi quá một tí. Nhu cầu của mình thì lúc nào mình cũng muốn được đọc những cái tin mà nóng hổi, sốt dẻo. Chỉ là không phải là riêng chỉ vì những cái báo chính thống mà còn về những cái thông tin mà giống như trong những cái fanpage mà đồ này kia thì nó cũng là có nhiều nguồn tin để mà mình đọc hơn. Thông tin là một phần không thể thiếu trong đời sống công chúng. Nhưng điều cốt lõi là thông tin đó mang lại hiệu quả, cũng như có sự tác động như thế nào đến với đời sống kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương. Vì vậy, việc định hướng thông tin để có những tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống là nhiệm vụ và cũng là lương tri của các cơ quan truyền thông, các nhà báo. Muốn làm được điều này trong giai đoạn mà nhiều người cho rằng những nguồn thông tin đang cạnh tranh từng phút từng giây và có tác động tức thời đối với độc giả, thì những người làm báo cần nhiều hơn những kỹ năng tác nghiệp và kỹ năng xử lý thông tin. Vì xu thế thì nó đòi hỏi ngày càng nhanh thì buộc mình cũng phải nỗ lực hết sức để mà học tập, rồi không chỉ ở đây là về vấn đề tri thức, kiến thức thôi mà kể cả cái vấn đề xử lý qua các cái phương tiện. Ví dụ như là về smartphone thì trước đây thì mình đâu có xử lý về hình ảnh cũng như là âm thanh, rồi thậm chí là văn bản qua smartphone. Nhưng mà bây giờ để đáp ứng một cái yêu cầu công việc mà nhanh nhất để mà đưa những cái thông tin đến bạn đọc, đến khán thính giả một cách nhanh nhất thì buộc chúng ta có thể là sử dụng cái chiếc smartphone ở tại cái hiện trường để chúng ta tường thuật, để chúng ta xử lý bước đầu và chuyển về cho tòa soạn để cho họ đáp ứng được cái nhu cầu thông tin. Không chỉ những cơ quan truyền thông lớn phải cập nhật công nghệ, nâng cao chất lượng và hiệu quả của mỗi loại hình báo chí, mà những tờ báo địa phương cũng phải thay đổi để thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Là một tờ báo đảng và là cơ quan ngôn luận của tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm qua báo Lâm Đồng đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các thông tin trên mọi mặt đời sống của nhân dân, đưa những chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và của tỉnh đến với bạn đọc, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị của tỉnh nhà. Xuất phát là một tờ báo viết với khoảng 5 số báo một tuần. Nhưng nay báo Lâm Đồng đã thêm một kênh thông tin khác, đó là báo Lâm Đồng điện tử, để có nhiều hình thức đưa tin cho người đọc, có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn, là hướng đi hợp lý.
hợp thời, nhưng cũng là những thách thức đặt ra cho các nhà báo. Trong cái thời gian vừa qua thì lượng thông tin quá nhiều. Bên cạnh những thông tin của báo chí chính thống, những cơ quan báo chí chính thống, lại còn những thông tin ở mạng xã hội. Và đó cũng đang là một sự cạnh tranh. Nếu như báo chí, lực lượng báo chí chúng ta không nhanh nhạy, không tiếp cận thông tin nhanh nhạy và truyền tải những thông tin mà đi sau mạng xã hội, thì chúng ta cũng sẽ thua ngay trong cái cuộc thông tin đến bạn đọc. Công nghệ cho chúng ta được đổi mới, kể cả hình thức, và công nghệ cũng giúp cho các nhà báo chúng ta có những cái phương tiện mà làm việc nó hiệu quả và nhanh chóng hơn. Nhưng đồng thời công nghệ cũng sẽ tạo ra, nếu như chúng ta không chăm chút cho công việc, chăm chút cho người, cái sứ mệnh của một người đưa tin như một nhà báo của chúng ta, thì cũng công nghệ cũng biến chúng ta trở thành những nhà báo salon. Không chỉ những tờ báo in, báo nói, truyền hình cũng là lĩnh vực ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quá trình sản xuất các chương trình. Tại Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, dù bất cứ sản xuất chương trình nào, công nghệ cũng chiếm gần như toàn bộ các thao tác. Tin bài trong thời sự thì đòi hỏi một cái sự cập nhật liên tục để đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân. Vì vậy là phóng viên của phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng thì đòi hỏi cho chúng tôi cần phải có một cái sự hiểu biết và cũng như làm chủ về cái công nghệ thông tin của mình. Thì với sự phát triển của công nghệ 4.0, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng luôn luôn sẵn sàng trang bị các máy móc để có thể là dựng thô ngay tại địa bàn, cũng như là cũng có thể ngay lập tức là có thể gửi được cái lượng tin bài đó về đến Đài Truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng để từ đó có thể truyền tải kịp thời đến bạn xem đài. Bên cạnh truyền hình thì đối với các bản tin phát thanh, chúng tôi cũng ứng dụng mạnh mẽ các cái công nghệ số, thiết bị hiện đại để mà truyền tin một cách nhanh nhất. Chỉ với chiếc smartphone trong tay thì chúng tôi đã có thể trong vài phút truyền những cái thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về đài phát. Thậm chí thì phóng viên phải đọc bản tin ngay hiện trường để mà đưa truyền tải những cái thông tin một cách kịp thời và chính xác nhất về cái bộ phận kỹ thuật ở nhà, để mà từ đó đưa những cái thông tin mà chính xác, nhanh nhạy đến bạn xem đài. Đúng vậy, trong xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ, thông tin, phát thanh hay truyền hình đều có thể truyền tải gần như tức thời. Đó cũng chính là sự khác biệt trong cạnh tranh thông tin, phục vụ người dân một cách nhanh và kịp thời nhất. Trước cái điều kiện phát triển công nghệ kỹ thuật hiện nay thì là một điều kiện vừa thử thách nhưng vừa hưởng lợi, nhưng đồng thời bên cạnh đó cũng tạo nhiều thử thách cho những người làm báo của chúng ta. Nếu biết tận dụng và khai thác một cách tốt nhất để phục vụ cho từng cái sản phẩm báo chí, và đặc biệt là tận dụng được cái sự phát triển công nghệ này để chúng ta có được những cái tin tức, những cái phóng sự, những cái chuyên đề nó tốt hơn, cả về mặt hình ảnh, cả về mặt âm thanh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái bản lĩnh và cái trí tuệ và phong thái người làm báo, phong cách và người làm báo mới là điều quan trọng hết. Khi công nghệ trở thành phương tiện hữu ích cho mọi hoạt động trong đời sống, thì việc tiếp cận thông tin cũng trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn bao giờ hết. Sự tích hợp của công nghệ trên các phương tiện nghe nhìn cũng ngày càng trở nên hiện đại, thậm chí vượt xa trí tưởng tượng của con người. Sự phát triển của công nghệ cũng sẽ không dừng lại ở đó, mà còn tiếp tục trong tương lai. Vì vậy, báo chí cũng sẽ phải có mặt trong cuộc đua cạnh tranh thông tin gắn liền với công nghệ. Những người làm báo sẽ không dừng lại ở việc có tư duy tốt, mà phải có trình độ công nghệ nhất định, bản lĩnh và năng động hơn trong sự chuyển động không ngừng của đời sống. Lời cảm ơn của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2019, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và toàn thể viên chức người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng vui mừng được các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Lâm Hà, Học viện Lục quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4, Công an tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Kiểm toán Nhà nước khu vực 8, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Agribank Lâm Đồng, Đại học Đà Lạt, Đại học Giặc Xanh Đà Lạt, Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Mai Linh Đà Lạt,
công ty VTC Digital, công ty Alpha, công ty TTC Lâm Đồng, công ty Điện lực Lâm Đồng, Vinaphone, tập đoàn Viễn thông Quân đội, trường Cao đẳng nghề Đà Lạt và nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh đã đến chia vui, tặng hoa và chúc mừng. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành quý mến của các cơ quan đơn vị, địa phương đã dành cho đài. Đây là nguồn cổ vũ khích lệ và là động lực to lớn để Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lâm Đồng giao phó, xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực và quan trọng của địa phương. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của các cơ quan đơn vị địa phương để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đắc lực vào kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.